Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh của em ha. Giới thiệu anh em một con siêu phẩm rất là đẹp ha. Estin MS 015. Đó, con này mới nhá, mới 90% so với máy thùng. Rất là đẹp ha. Cái lam này anh em này, lam là tinh nha, mà lam của steel thì anh em biết là chất cái nào. Con này xích chuột 1/4, lam này phần cắt tầm 3 tấc thôi anh em nhé. Ở đây bình chứa nhiên liệu, bên cạnh là bình chứa nhất thải ha. Máy nguyên rin hết, công tắc đây, ấn lên là tắt máy, mở ra ha. Đặc biệt anh em lưu ý cho mình cái chốt của ga này. Những cái đời lâu như này anh em phải bóp hết ga, ấn chốt là bật le này, là buổi sáng hay để lâu á, giật một hai cái nó mới nổ ha. Anh em lưu ý là phải bóp ga nhé, không bóp ga nó sẽ chậm nổ. Nó như mấy cái đời mới nó hỗ trợ nhé. Đời đầu là anh em quan tâm cái chốt đó, nên nó xanh là cái chốt của chỗ đó ha. Rồi, máy nguyên rin anh em nhé, nhẹ nhàng nhỏ gọn tầm khoảng 3 cân rưỡi 4 cân vậy đó. Dành cho các bác nào cắt củ trong gia đình cắt ít mà thích những cái con máy mà nó hàng của Đức mà ngon mà lì thì lấy những con này. Dàn đồng thì đồ nó khỏe, nó cứng cáp bằng kim loại ấy mà. Đó, cắt thì nó khỏi, riêng về động cơ nó bao bền. Phụ tùng thay thế thì nhiều lắm. Đó. Những máy này giòn tắc. Những máy rất là bốc nha anh em. Rồi, anh em có thể liên hệ chốt thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline bên em 0974644973 hoặc là 0337019191. Hoặc mọi người có thể mua hàng trực tiếp qua trang web www.nongcoduyhai.com. Mọi người lên trình duyệt web Google Chrome hoặc là Google ha. Cốc cốc ha. Mọi người gõ nongcoduyhai viết liền .com là sẽ ra giao diện của trang web của bên em và mọi người có thể đặt các loại máy móc phụ tùng trên đó dùm em ha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.